chào các bạn. Những chiếc loa Phantom của Devilette đều sở hữu những thiết kế đặc biệt sang trọng và giá bán thì cũng rất đắt đỏ. Từ phong cách thiết kế Skyfire cho đến các cổng bass reflex đã được đặt ở bên hông. Mọi chi tiết đều được thiết kế rất độc đáo và không giống với bất kỳ một mẫu loa nào đang có mặt trên thị trường. Sau thời gian đầu thì bị hoài nghi, thì giờ đây thì Devilette Phantom đã phần nào có chỗ đứng trong lòng những người yêu nhạc, đặc biệt là giới trẻ đam mê những dòng nhạc EDM. Cho đến hiện tại thì nhiều người cho rằng dòng loa Devilette Phantom có giá bán khá là khó tiếp cận. Và giờ đây thì Devilette đang hướng đến việc làm cho các sản phẩm của hãng trở nên dễ tiếp cận hơn với hai mẫu loa mới, đó là Phantom Reactor 900 và Phantom Reactor 600. Những chiếc loa Reactor trông giống với những phiên bản thu nhỏ của các mẫu loa Phantom đã được giới thiệu trước đó, nhưng vẫn được trang bị đầy đủ các công nghệ tương tự như những người đàn anh của mình. Được thiết kế với thiết kế nhỏ gọn hơn và có giá bán dễ tiếp cận hơn so với các mẫu loa Phantom full size. Phantom Reactor 600 vẫn được đóng gói đầy đủ các yếu tố kỹ thuật, đem lại khả năng trình diễn âm thanh high-end và có vẻ ngoài của một món đồ đắt đỏ. Đầu tiên là về mặt kích thước thì loa Phantom Reactor 600 có kích thước bằng với lại kích thước của Reactor 900 và Reactor Opera, nhưng lại nhỏ gọn hơn so với các mẫu loa Phantom full size. Reactor 600 thì có kích thước là 219 x 157 x 168 và có cân nặng là 4,3 kg. Trong khi đó thì Phantom Opera Gold hay là Classic thì lại có kích thước là 343 x 253 x 255 với cân nặng là 11,4 cân. Hai mẫu loa là Phantom Opera và Phantom Reactor Opera là những sản phẩm mang nhãn Opera de Paris, mang đặc trưng bởi phần hông được dát vàng thủ công, nhấn mạnh vẻ đẹp cũng như là sự sang trọng, hào hoa của mình. Mặc dù có thiết kế nhỏ gọn chỉ bằng với lại một quả dừa xiêm, nhưng âm thanh của Phantom Reactor 600 rất lớn nhờ vào công suất khuếch đại lên tới 600W, độ nhạy tối đa là 95 dB và âm trầm xuống thấp nhất là 18Hz. Với kích thước nhỏ gọn, Reactor 600 cũng sẽ rất tiện dụng cho những bạn mà thích mang đi du lịch, di chuyển loa, thay đổi vị trí loa trong các phòng của gia đình mình. Phantom Reactor 600 thì sử dụng ứng dụng điều khiển Devilette cho phép là ghép nối multi-room hay là ghép cặp stereo, cũng như là tinh chỉnh và cài đặt loa. Các tùy chọn phát nhạc trong ứng dụng bao gồm là Bluetooth, Spotify, AirPlay, UPnP và các cổng vào vật lý 3.5 optical ở mặt sau của loa. Với việc là các người đàn anh như là Phantom Gold, Phantom Opera hay là Phantom Classic cực kỳ phù hợp với những không gian rộng lớn, thì việc Reactor 600 lại làm rất tốt, đó là chơi ở những không gian vừa và đủ. Nhưng không phải vì thế mà ở những không gian lớn hơn nó không đáp ứng được. Việc ghép cặp stereo hai loa Reactor 600, âm thanh được mở rộng lấp đầy những không gian phòng nghe với âm lượng ấn tượng, sân khấu 3D được thể hiện rõ hơn, tiếng bass nặng và được thể hiện tốt khiến cho cá nhân mình cảm thấy rất ấn tượng. Phantom Reactor 600 thì có giá bán khoảng 30 triệu, rẻ hơn một nửa so với những người đàn anh Phantom Classic. Thì thay vì bạn lựa chọn một chiếc Phantom Classic, bạn có thể sắm cho mình hai chiếc Phantom Reactor. Việc này thật sự tiện lợi khi mà bạn hoặc là một người thân trong gia đình đều muốn nghe nhạc trong cùng một thời điểm, hay là cùng nghe nhạc tổ chức party, thì việc ghép cặp stereo hai chiếc cũng hết sức là dễ dàng, mà âm thanh mang lại thật sự là nổi bật hơn so với lại một chiếc Phantom Classic. Và để các bạn cảm nhận được rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm chất âm của Phantom Reactor sẽ ra sao khi mà chơi single hay là chơi stereo thông qua ứng dụng Devilette Multiroom nhé. Nói qua về ứng dụng Devilette Multiroom thì ứng dụng Devilette Multiroom được phát hành miễn phí cho các thiết bị Android và iOS, giúp đem đến nhiều cách phát nhạc hơn cho các khách hàng sử dụng các dòng loa Phantom. Về cơ bản thì ứng dụng này sẽ quản lý các loa theo khu vực, và mỗi vùng thì người dùng có thể chọn là nhiều nhóm nhiều loa để chơi nhạc đồng bộ hoặc là stereo. Người dùng cũng có thể là phát nhạc với hai chế độ là Multi Zone Play và Single Zone Play. Chế độ Multi Zone Play được thiết kế để dành cho nhu cầu phát nhạc đồng bộ ở nhiều phòng khác nhau trong nhà bạn. Trong khi đó thì Single Zone Play thì sẽ mang đến nhiều tùy chọn để mix các loa Phantom trong cùng phòng để có trải nghiệm nghe nhạc khác nhau, hoặc là ghép hai loa có cùng công suất để nghe ở chế độ stereo. Ứng dụng cũng hỗ trợ phát các nội dung khác nhau ở các khu vực riêng biệt, điều chỉnh mức âm lượng riêng cho từng khu vực và quản lý tất cả trên cùng một giao diện phần mềm. Bây giờ tôi và các bạn sẽ cùng trải nghiệm chất âm của chiếc Phantom Reactor 600 trong không gian khoảng 30m2 nhé.
Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thử khi ghép hai chiếc Phantom Victor 600 trong cùng không gian và âm thanh mà chúng mang lại sẽ ra sao nhé. Có thể nói là Phantom Reactor 600 thật sự là một sự lựa chọn hợp lý. Nó đáp ứng đầy đủ những tiêu chí thiết kế độc đáo, khả năng tái tạo tiếng bass ấn tượng và đồng thời ghi điểm cao về mặt dễ sử dụng, khả năng kết nối. Nếu để lựa chọn giữa việc chọn cho mình một người đàn anh của nó là Phantom Classic thì theo quan điểm của cá nhân mình, hai chiếc Phantom Reactor 600 ghép nối stereo sẽ là lựa chọn phù hợp. Cũng như giúp bạn có nhiều lựa chọn hơn trong việc là thưởng thức âm nhạc của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy nhớ like, subscribe để chúng tôi có động lực làm những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.